Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jeremy. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem chuyện vui trong tháng 7 của bạn nhé. Mình chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ, khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào, kiểu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ, hoặc bạn có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ bài số 1. Xin vũ trụ cho tụ 1 biết chuyện vui trong tháng 7 của tụ 1 là gì? Chuyện vui trong tháng 7 của tụ 1. Ở đây bạn nhận được một lá bài là Transient. Ok. Tụ bài số 2. Xin vũ trụ cho tụ 2 biết chuyện vui trong tháng 7 của tụ 2. Chuyện vui trong tháng 7. Rồi, ở đây bạn có một cái lá bài là Concealed. Rồi, tụ bài số 3. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết chuyện vui trong tháng 7 của tụ 3. Chuyện vui trong tháng 7. Ok, bạn nhận được một lá bài là Productivity. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết chuyện vui trong tháng 7 House là căn nhà. Chuyện vui trong tháng 7 của 1 theo thầy tu có đi hiểu hoàn thành. Chuyện vui trong tháng 7 của 1 là có compassion là mình. Chuyện vui trong tháng 7 của 1 4 bài 3 bài 4 đi. Chuyện vui trong tháng 7 của 1 chính kiến và trang lý. Chuyện vui trong tháng 7 của 1 các bạn. Tụ bài số 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là trong tháng 7 này bạn có cái chuyện vui nào xảy đến với bạn. Thì từ ngay lớp bài đại diện chọn tụ các bạn, transient, và bạn nhìn đây là chu kỳ của mặt trăng. Chu kỳ mặt trăng thì nó có cái chuyện là sẽ thay đổi đi, nó sẽ là biến đổi từ từ, nó từ cái chuyện này nó sẽ thành sang cái chuyện khác, từ cái chuyện này nó thành sang cái kết quả khác, từ cái dạng này nó sẽ chuyển sang cái dạng khác, trạng thái này chuyển sang cái trạng thái khác. Đó, ở bên này bạn nhận được hẳn một cái lá bài là Moon nữa nè, nó cũng tượng trưng cho là chu kỳ. Đó, thành ra là dù cho các bạn nhé, tụ bài số 1 cái chuyện đang xảy ra trong đời sống thật của các bạn như thế nào, bây giờ là đây trải bài chung mình chưa nói và mình chưa biết. Nhưng mà bạn yên tâm ở chỗ là nó không có mãi mãi như vậy, đây là một cái năng lượng sẽ có cái sự thay đổi cho bạn. Thành ra trước mắt mình thấy là tháng 7 này chuyện vui là nó có cái chuyện thay đổi cho các bạn ở đây rồi nè. Đó, vậy thì thay đổi thì dĩ nhiên nó là phải tốt hơn, vì kế bên nó có một cái lá bài house là một cái căn nhà. Ở đây là này không phải nhà thường đâu. Nhà này lớn lắm, nó cho mình có cảm giác vững chắc nè, ổn định nè, ấm áp nè. Thật ra là nếu mà nói về góc độ công việc làm, tiền bạc thì không nói đến nha. Góc độ công việc làm hoặc là mối quan hệ hoặc là chuyện nhà của bạn, chuyện gia đình của bạn thì nó cho mình một cái năng lượng của một cái sự êm ấm bình thường, không có gì, êm ấm bình thường, rồi vững chắc ở đây. Trước mắt mình bắt được cái năng lượng tổng quan của cái trải bài này là như vậy. Vậy rồi thì bây giờ mình xem chi tiết nhé. Ở đây nó có ba cái lá bài này, nó thể hiện một cái trạng thái mà sẽ phải là tin vui cho các bạn. Tụ bài số 1 thôi, tại vì vẫn là cái sự thay đổi. Vậy cái trạng thái gì đây mà nó sẽ thay đổi giúp cho các bạn tụ bài số 1 vui hơn? Ở đây mình đang nhìn thấy là có liên quan đến các mối quan hệ, đặc biệt là các mối quan hệ, mà các mối quan hệ này nó khó nói đây nè. Bốn gậy, chắc chắn là bạn không gọi là mối quan hệ, nhưng nó không còn qua lại, nó không còn cái kết nối, nó có bị cái sự chia cắt, nó bị cái sự là rời rạc đó. Thành ra compassion ở đây là ba gậy. Cho mình nhìn vài giây tụ một nhé.
Mới cảm giác như là nó sẽ liên quan đến cái mối quan hệ đó tụ. Một, phải là giữa bạn với một cái đối phương khác, hoặc là bạn với một cái tập thể, một cái nhóm khác mà đôi bên có thể là đã từng làm việc, hoặc là đã từng gắn kết, hoặc là đã từng ở bên nhau. Nó vui. Nhưng mà ở đây hẳn rồi nó phải có một cái sự việc. Em muốn nhìn xem sự việc đó là sự việc gì. Mà dĩ nhiên nó sinh ra một cái sự chia cắt. Và có thể là tụ bài số 1 bạn đã kỳ vọng quá nhiều vào trong cái sự việc này, vào trong cái mối quan hệ và cái sự liên kết, hay là hợp tác, hay là phối hợp, hay là gắn kết, hay là mối quan hệ. Bất kể bạn kỳ vọng vào cái việc này, có thể là bạn vẫn đang trông chờ rằng là mình có cái cách nào để mà làm khác đi, hoặc là đối phương phải có một cái cách nào đó, hoặc là cái tập thể đó phải có một cái hành động, hay có một cái cách gì đó, hay là một cái động thái gì đó hay không, để mà hòa hoãn, hoặc là để mà gắn kết, hoặc là sửa lại cái việc này đó. Ở bạn tụ bài số 1 bị cảm giác được bạn có một cái kỳ vọng nào đó về cái việc này, về cái kết nối, về cái mối quan hệ này, kết nối vào mối quan hệ của My. Các bạn tụ bài số 1 mong bạn hiểu rõ bằng cách là My không có nói nhỏ nhỏ cái chuyện là yêu đương sắc dục đâu, mà nói chung có thể là mối quan hệ gia đình, đồng nghiệp hay là bè bạn nha, bất kể đó. Thành ra là có thể là vì cái kỳ vọng đó của tụ 1 cho nên nó làm cho bạn hơi loay hoay đó, đi lòng vòng trong cái cảm xúc cá nhân của mình. Thì kiểu mình hy vọng mà, mình hy vọng, mình kỳ vọng, mình trông chờ vào cái việc đó là như vậy. Chứ cái việc đó nó có là như vậy hay không thì chưa biết nha, chưa nói đến, chỉ là cái cảm xúc của mình muốn đi theo lòng vòng nó như vậy. Thành ra nó có thể sẽ đẩy các bạn tụ 1 á, gọi là nghĩ nó hơi bị lệch hướng một chút xíu, để mình có thể nhanh chóng mình giải quyết cái chuyện đó đi. Ở đây ngay bên dưới lá bài đại diện chọn tụ của tụ bài số 1, nó có một cái lá bài là compassion, là lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn ở đây nó mang một cái năng lượng là có lẽ là tụ bài số 1 bạn tập trung quá nhiều vào cái kỳ vọng của cá nhân của mình á, cho nên giống như bạn không có nhận ra được sớm, không có nhận ra được nhanh cái chuyện nó là như vậy. Rồi giữa bạn và đối phương bên kia, giữa bạn và tập thể bên kia, cái kết nối hoặc cái gắn kết nó kiểu là như vậy rồi, mình không có nhìn thấy rõ ràng cái chuyện nó đơn giản, nó hiển hiện trước mắt, nhưng mà vì mình có những cái kỳ vọng về người ta quá, mình có những cái kỳ vọng vào tập thể bên kia quá, đó nó sinh ra chuyện. Nhưng mà may thay các bạn, tụ bài số 1 là bài đại diện chọn tụ, nó vẫn nói cho các bạn rằng là cái cảm xúc đó nó không có ở lại bên các bạn tụ bài số 1 quá lâu hơn nữa đâu. Transient lúc nãy mình nói nó giống như kiểu là chu kỳ mà, rồi nó cái cảm xúc nó sẽ khác đi. Cảm xúc nó thay đổi, cảm xúc nó sẽ khác đi. Compassion là bạn sẽ thông cảm được cho người ta vì sao người ta lại cái cư xử theo cái kiểu giống vậy. Vì dẫu sao lúc nãy mình có nói với tụ 1 house là căn nhà, đây nó vẫn thể hiện là một cái, nếu nói về cái mối quan hệ, nếu nói về mối quan hệ thì nó vẫn thể hiện một cái mối quan hệ gắn chặt. Gắn chặt. Ở đây nó có cái lá bài là Chariot, ổn định đó, mối quan hệ ổn định, mối quan hệ bình thường đó. Cho mình nhìn kỹ chút. Xin vũ trụ cho tụ 1 thấy được năng lượng rõ của lá bài The Chariot. Ok, bạn có cái lá bài The Sun ở đây hả? The Sun đấy nó sinh ra một cái trạng thái là cả các bên với nhau, bao gồm có tụ bài số 1 ở trong đó. Ở đây nó không hiểu được. Mình không hiểu được đối phương. Đối phương có thể cũng sẽ không hiểu được các bạn. Mà cái gây cản trở đôi bên mình không có hiểu rõ được nhau là vì mình không nhìn mọi thứ nó căn bản và nó đơn giản. Như lúc nãy mình có nói với tụ 1 là bạn bị có một cái kỳ vọng riêng của bạn. Bạn có một cái yêu cầu hay là tiêu chuẩn, bất kể, riêng của bạn. Thành ra là đôi bên đấy, cái nhìn nó không có đơn giản một chút xíu nào, và nó thiếu cả cái tính thực tế, và nó bao gồm cả The Sun. Nó xuất hiện với cái trạng thái như này là các bạn quá nhạy cảm trong cái tình trạng, trong cái câu chuyện của bạn, đâm ra là mình không có thông cảm được cho đối phương. Rồi ngoài cái chuyện nhạy cảm ở đây nữa là bị cảm tính, và cũng có một cái dạng theo kiểu họ là hơi mặt mũi một chút xíu ở đây, cho nên không bên nào chịu thông cảm hay chịu nghe cho bên nào cả. Đâm ra là nó làm cái chuyện nó mới ra cái cớ sự như vậy. Là chuyện càng lúc nó càng đi xa, chuyện càng lúc nó càng đó, mất 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 đi cái tầm
kiểm soát, và sau nó lại sinh ra cái lá bài này nữa. Bạn cho mình lại nhìn thêm nhé. Chuyện vui trong tháng 7 của tụ bài số 1 là gì, và xin vũ trụ cho tụ 1 thấy rõ năng lượng của lá bài 7 kiếm. Dẫu sao khi mà cái 7 kiếm ở đây nó xuất hiện, Mimi vẫn nhận ra được một cái năng lượng của tụ 1 là bạn không thoải mái trong lòng đâu, chắc chắn là vậy. Nó phải có một cái gì đó nó phiền lòng với các bạn lắm. Chắc chắn làm cái gì nó làm cho ảnh hưởng đến cái tâm lý của tụ 1 nữa. Tâm trạng rồi cả tâm lý luôn. 4 xu judgment và 9 xu đây, magician. Ha. Đó, nó phải có một cái không phải là sự hiểu lầm ở đây nữa nhé. Mà ở đây là theo kiểu đây không thể nào là hiểu lầm được. Đây rõ ràng là một cái sự ảnh hưởng mà không có tốt giữa các bên với nhau. Nó làm cho công chuyện trục trặc, không có suôn sẻ. Nó làm cho tụ một phải giống như là đây là một quá trình, mới nghĩ là nó bị tắc nghẽn. Cái chuyện này của tụ một chắc phải nhiều tuần lắm á, kiểu giống như là nó phải có một cái sự chia cắt, một sự việc, có một cái trận bất ngờ nó xảy ra, rồi tụ một á, bạn coi như là bạn có một cái khoảng thời gian quay tới quay lui, rồi không hiểu liệu chừng mình có kiểu như mình có để tâm đến cho người ta nhiều quá hay không, hay mình có thiệt tình với người ta nhiều quá hay không đó, kiểu trải qua một cái khoảng thời gian như vậy. Rồi bắt đầu là bạn mới cân nhắc tới luôn, không hiểu chừng liệu chừng mình đã làm cái gì, và câu chuyện này vốn dĩ ý nghĩa của nó là ra sao. Nó một chuỗi cái giai đoạn như vậy, mình mới cảm giác được tụ một chắc bạn kẹt trong cái chuyện này nhiều tuần lắm rồi. Cho đến cái thời điểm đấy, nhiều tuần qua là theo kiểu giống như là bạn hồ nghi bản thân á, rồi giống như bạn lệch lạc đi cái suy nghĩ của mình luôn. Bạn vẫn chưa nhận ra được cái vấn đề này rốt cuộc đó là cái gì đó. Nên là bạn cứ xoay trong cái cảm xúc của mình, và bạn kỳ vọng rằng người ta phải thấy cái vấn đề, người ta phải có cái gì đi chứ. Rồi vậy thì ở ba cái lá bài mi lấy ra, đặc biệt là cái lá bài judgment, nó thể hiện năng lượng giống như là bạn dành nhiều cái thời gian để suy nghĩ về cái việc này, cho nên bạn đã nghĩ thì nó sẽ ra được cái kết quả, nó ra được cái câu trả lời đó. Và bạn không có còn mông lung hoang mang gì nữa, mà nghĩ thì nghĩ đúng, đánh giá đúng lại. Rồi và bạn nhận ra một điều rằng là tại sao mình lại mắc kẹt với cái lá bài này, có cảm giác tại sao mình lại phải mắc kẹt trong cái chuyện như vậy, trong một cái hoàn cảnh với cái đối phương như vậy. Rốt cuộc cuối cùng là mình đã bỏ cho người ta quá nhiều cái sự quan tâm luôn. Cái chuyện nó xảy ra như vậy rồi mình trông chờ, rồi mình đặt nhiều câu hỏi cho mình, rồi thế này thế kia thế nọ, rốt cuộc cái sự quan tâm và năng lượng của mình đổ về cho người ta hết. Và ở đây với cái lá bài 4 xu mới cảm giác là bạn không có muốn như vậy. Quan trọng ở chỗ là bạn không muốn như vậy. Có lẽ là vì không muốn như vậy cho nên transition nè. Đó, và hình dung nó là chu kỳ, nhưng mình cảm giác là nó mất rất là nhiều tuần cho tụ 1. Nó mất nhiều tuần là như vậy, mãi lúc mà bạn mới có thể kiểm soát được, kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Bạn thấy nó quá phí thời gian. Nó quá phí thời gian mà như vậy bạn lại nhìn cuộc đời nó không có được tươi sáng, mà bạn làm cho bản thân của mình mệt. Ý mày là bạn cho bản thân của mình mệt. Và cái lá bài này bạn cho mày nhìn một chút xíu nhé, vì cái câu chuyện nó đang quay, thành ra bạn thấy là mày đang muốn lấy bài thêm cho tụ một này vậy. Xin vũ trụ cho tụi một thấy rõ năng lượng của lá bài House trong trải bài chuyện vui tháng 7 của tụi một. Tới The Well. Vậy thì nếu như mà bằng một cách nào đó cái chuyện vui ở đây có thể bạn thấy rằng là nó không lớn lao, nó không có quá to tát, nhưng mà cái chuyện vui ở đây là bạn đã thấy rằng là mình phải bỏ đi mấy cái phiền toái đó. Tại sao mình phải phiền đến mức độ như vậy? Nhưng nó tốn thời gian một chút xíu để bạn nhận được việc đó. Tại vì lá bài Ace of Pentacles nó mang năng lượng là đất, là thổ. Nó làm cho bạn đầm xuống thôi. Bạn không có còn xôn xao nữa. Và cái lá bài The Well nó xuất hiện là 5 kiếm ở đây. Xin lỗi, 5 ly ở đây xuất hiện. Và The Magician là nó nói một cái năng lượng mạnh lắm của tụ 1 đó. Bạn quyết định là không có để mình phải như vậy, nó chắc chắn là như vậy. Bạn quyết định là nó có một cái phương án mới, bạn quyết định có một cái cách mới, bạn quyết định là có một cái
Một cái sự thay đổi vẫn là lá bài đại diện chọn tụ. Thành ra cái chuyện vui trong tháng 7 của các bạn là bạn quay trở về, bạn vẫn sống thoải mái và làm việc thoải mái trong cái phạm vi của mình, mà không có để tâm trạng của mình, cái phiền nhiễu, cái cảm xúc của mình nó bị người xung quanh điều khiển, kéo đi được. Tự nhiên cái không, cái mình vui hay mình buồn là bởi vì người ta thế này, mình vì người ta thế kia. Đó, thành ra đây là một cái năng lượng giống như là đây là năng lượng thay đổi chắc chắn rồi, đưa ra một cái quyết định rằng là mình sẽ thay đổi, mình không có phiền hà, mình không quan tâm cái gì nữa hết đấy. Bạn kiểu giống như là trân trọng những cái gì, hay là những cái mối quan hệ hay những con người xung quanh, bạn trân trọng như như những gì nó đang có đó, theo kiểu mình không có kỳ vọng quá, mình không có mong chờ quá, đâm ra mà mình bị lạc hướng, hay mình cứ chờ mãi, đâm ra là nó lạc hướng mất đi. Nên nó có một cái năng lượng theo kiểu gọi là thông cảm cho người ta. Thành ra mình không biết là đối với bạn đây đây có thực sự gọi là cái chuyện vui hay là chưa, vì đây là một cái năng lượng mà bạn trả lại cái cảm xúc thoải mái nhẹ nhàng cho mình mà. Bà hình dung không? Đó, trả lại cảm xúc nhẹ nhàng thoải mái cho mình, thay đổi. The change in your life nè. Thay đổi trong cái cuộc sống đó. Bạn tìm ra được cái hướng của mình rồi, ý như vậy. Cái hướng mà phản ứng với người ta, cái hướng mà mình phải nên làm gì với người ta rồi. Chứ không phải là ngồi yên mà chịu trận giống vậy, rồi chịu trận cái cảm xúc của mình á, chịu trận cái suy nghĩ của mình. Mà nhờ vậy mà nó vui nha các bạn, tụ tụ một nhờ vậy mà nó vui. Tại vì mình không có để cái hy vọng hay cái kỳ vọng của mình nó chi phối nữa, mà người ta sao mình vậy đó, mình chấp nhận người ta như vậy, cái đâm ra cái người của mình nó nhẹ, nó khỏe. Tại vì chợt đây là đây một cái năng lượng tụ bài số 1, bạn chợt bạn nhận ra là bạn ngập lặng trong cảm xúc của mình nhiều quá, thực sự là nó hơi bị cảm tính một chút xíu đó. Cho nên rốt cuộc cuối cùng bạn đã bừng sáng ra, bạn tìm ra một cái cách để mà đối nhân xử thế, bạn đã tìm ra được một cái cách để mà làm việc, bạn đã tìm ra một cái cách để mà giao tiếp, và cuộc sống với công việc, các mối quan hệ nó diễn biến trở lại đúng cái nhịp cho tụ bài số 1. Đó là cái chuyện vui của bạn đó, nó là như vậy. Rồi chắc có lẽ là mình xin phép ngừng ở đây các bạn tụ bài số 1 nha, chứ cuộc sống công việc mọi thứ thuận lợi, mối quan hệ thì hài hòa cho tụ 1. Xin chào, xin chào tất cả các bạn tụ 2. Đây là viên đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là cái chuyện vui trong tháng 7 của tụ 2 là gì. Thì từ lá bài đại diện chọn tụ, bạn nhận một lá bài là Concealed. Là Concealed nó giống như là một cái gì đó nó che đậy. Và đây là cái hình này cho bạn dễ hình dung, là một cái tảng băng trôi các bạn, cái gì nó trồi lên xuất hiện bên ngoài, bên trên, xin lỗi, bên trên nó có một chút xíu à, còn cái tảng băng ngầm ở dưới nè. Wow, nó mới là sâu lận. Cho nên giống như bạn phát hiện một cái điều gì đó nó ngầm ở bên dưới, một cái chuyện gì đó mà nó hé mở ra, mà bạn là cái người nhận biết nó, mà kế bên á, chuyện đó cũng là vui lắm các bạn. Trời ơi, cái chuyện gì mà mình tưởng đâu là nó diễn biến sau lưng, hay là có cái gì đó bất thường, vì kế bên là snake, là con rắn, nó là một cái loài vật nhìn nó hơi sợ đó. Giống như bạn phát hiện ra mấy con rắn này và bạn tìm cách, như cái cô trong cái lá bài này, bạn thuần phục được mấy cái con rắn đó, có nghĩa bạn hiểu được cái chuyện này, bạn hiểu được một ai đó hay là bạn nhận diện ra được một cái vấn đề nào đó chăng, bạn có một cái sự soi sáng nào đó. Ồ, hay quá, thì nó giúp cho cái cảm xúc của các bạn tụ bài số 2 rất là quan trọng. Cảm xúc của bạn không có còn xôn xao nữa, tại vì trước đó ở đây cái lá bài ba ly với lại hiệp sĩ ly, hai lá bài này thiên về là cảm xúc nè. Mình cảm giác được rằng là có thể là trước đó bạn 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 đã có một cái gắn kết, hay là bạn đã có một cái mối quan hệ với gắn kết, và mối quan hệ ở đây không có phải là chuyện tình yêu sắc dục nhỏ nhỏ đó bạn nhé. Tất cả các trải bài của mình thì nó đều là mang cái tính chất rộng hơn, có thể là mối quan hệ theo kiểu là bè bạn, hoặc là người thân trong gia đình, hoặc là đồng nghiệp, bất kể. Thì có vẻ như là trước đó bạn vẫn là làm việc, bạn vẫn có gắn kết, bạn vẫn tương tác với đối phương cụ thể nào đó, hoặc là một nhóm người nào đó, nhưng mà rồi bạn nhận ra, ủa chứ sao mà không hiểu vì mình hay là vì cái gì đó mà chúng ta khó mà
chia sẻ được với nhau, nó không có một cái đồng điệu gì với nhau lắm. Cảm giác như cái lá bài bốn kiếm ở đây nó đang cho mình nhìn thấy là tụ bài số 2 đã phải suy nghĩ rất là nhiều về cái việc này. Không hiểu vì sao cái mối quan hệ mình thấy là có vẻ là gắn kết làm việc được với nhau, nhưng mà rồi sao nó cứ tàn tàn, cái năng lượng nó cứ thấp 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 vậy. Không biết có phải là mình đòi hỏi nhiều quá chăng, không biết là mình có phải kỳ vọng nhiều quá chăng về cái kết nối này, hay là về cái mối quan hệ, hay là về cái liên kết, hay cái phối hợp hợp tác này hay không. Bạn suy nghĩ kiểu vậy, rồi bạn nhìn tới nhìn lui, có cái gì mà mình không hiểu hay không. Bạn hình dung cái tảng băng ở bên dưới nè, đó, có cái gì mà mình không hiểu hay không, hay là vì cảm xúc của mình nó quá lăng tăng đó. Rồi sao tự nhiên rõ ràng đang như vậy mà nó tàn tàn, rồi nó có một cái sự chia cắt ở đây. Vậy thì một cái lá bài courage nó chủ là về giống như là dũng khí của bạn, lòng can đảm. Nó đã cho mình nhìn thấy được rằng là bạn cảm thấy nó bất ổn. Thành ra có lẽ là bạn đã concealed, là bạn phải nhìn lại coi. Bạn ngồi bằng suy nghĩ đó, ý mới vậy. Bạn ngồi bằng suy nghĩ nè. Rồi xong mà bạn ngồi bằng tưởng tượng cũng có nữa. Rồi bạn nhớ lại từng mỗi một cái tình tiết, từng chút một. Cái bạn nhận ra được một cái vấn đề nó có một cái gì đó bất thường ở đây. Nhận ra vấn đề có nghĩa là bạn phát hiện cái vấn đề mà điều mà bạn không nhận ra từ đó đến bây giờ. An emotionless loving family is important to you. Bạn nhận ra được vấn đề ha. Rồi chắc ở đây mình phải nhìn một vài cái lá bài với các bạn tụ bài số 2 cho mình nhìn cho nó chắc bạn nhé. Phát hiện ra vấn đề đó theo kiểu vậy. Xin vũ trụ cho tụi hai thấy rõ năng lượng của lá bài Knight of Cups. Bạn có King of Wands này, King of Wands. Rồi Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, Strength. Đấy, mình vẫn và cảm giác được cái này là nó liên quan đến cái mối quan hệ, mà cái câu chuyện của tụ hai là nó liên quan đến mối quan hệ giữa người này với cả người kia. Mà có cái là bài Snake ở đây nó hơi khó chịu. Xin vũ trụ cho tụ hai nhìn rõ năng lượng của lá bài Snake. Tâm kiếm 6 gậy và 6 ly. Vậy thì với cái lá bài Strength là sức mạnh ở đây, mi cảm giác được là tụ hai á, đó vẫn là cái chỗ bạn không hiểu sao năng lượng nó tàn tàn giống vậy. Kiểu bạn không hiểu, nhưng mà rồi bạn nhận ra là nó có một cái trở ngại. Đây vẫn là cái tảng băng bị khuất đi. Bạn giống như là hình như mình đang phải chịu đựng, kiểu cảm giác nó giống như hơi kiểu bạn phải chịu đựng cái một cái người nào đó làm chung với bạn, hoặc là một cái nhóm nào đó làm chung với các bạn tụi hai, sống chung hay bất kể là cái mối quan hệ nào đó chung với các bạn tụi hai. Bạn không ngờ rằng là mình đang phải chịu đựng cái sự đòi hỏi từ phía họ, hay là cái nhiệt nó thái quá từ họ, thì kiểu nóng tính, hay là đòi hỏi quá, hay là áp đặt quá. Bạn đấy không hiểu vì sao khi mình làm việc với năng lượng người đó nó cứ tàn tàn như vậy. Thì bạn nhận ra là tại vì mình không nhận ra vấn đề sớm hơn. Phía đằng sau cái hành vi đó, phía đằng sau cái kiểu đòi hỏi đó, cái kiểu áp đặt đó của họ, đây phía đằng sau là một cái tảng băng dưới này, nó có một cái ý định khác. Snake ở bên này theo kiểu giống như là họ muốn cạnh tranh với các bạn tụi hai, họ muốn hơn các bạn chăng, họ muốn đòi hỏi rất là nhiều ở các bạn như vậy, là với cái ý định là dồn để cho bạn rối, dồn để cho bạn bí đó. Thành ra là bạn thì vô tư. Nhưng mà dĩ nhiên là làm sao có thể mà mãi lâu như vậy mà tụ bài số 2 mà bạn chịu đựng được. Đó, thành ra lúc nãy mình nói kiểu giống như là bạn vẫn đang muốn sống, làm việc tiếp, kết nối tiếp bình thường, nhưng mà đừng có để cho bạn phải chịu đựng cái năng lượng giống như vậy. Thành ra là bạn mới nhìn nhận lại coi làm sao. Và bạn thấy được mình đã hiểu đúng được cái bản chất của cái tính cách của cái đối phương, của cái người bên đó. Mình thấy được cái tảng băng chìm của cái người bên đó rồi. Vì cho nên là cái lá bài Victory, Six of Wands, 6 gậy, nó mang cho mình một năng lượng Victory, kiểu như bạn biết cái cách để xử cái người này rồi, bạn biết cái cách để mà làm chung với người này, nhưng mà không có bị người này họ thao túng đi cái năng lượng của bạn. Courage, dũng khí nè. Đó, bạn hình dung
làm việc với người đó giống như kiểu đây là một chú kỳ lân, nhưng mà xin phép mình dùng cái chữ là người ngựa đi cho bạn dễ hình dung, là giống như đối phương đó họ có thể sẽ là một con ngựa bất kham, nhưng mà chẳng sao đã cả, vì cái sự nhận diện ra, hiểu biết ra của tụ hai và bạn đã kiểm soát được, chế ngự được cái người đó, vẫn làm việc được với người đó, không có gì hết đó. Nhưng mà biết giữ một cái khoảng cách. Bạn biết cái cách để mà nói chuyện với cái người này rồi, bạn biết cái cách làm sao để cho người ta phải đi theo bạn, chứ không có rảnh đâu mà để bạn bạn phải đôi co với họ. Tại vì mục đích đôi co của họ là con rắn rất là bất thường, bạn biết cách trị con rắn này rồi đó, tụ hai. Bởi vậy cho nên mình nói đây là một cái chuyện vui của bạn, hiểu được một người rồi, rồi kiểu giống như là mình có thể tương tác được với người đó, mà dù đó tốt hay xấu không biết nha. Nhưng mà đây là trong cái trải bài này mình cảm thấy có một cái năng lượng rất là bất thường. Cái năng lượng này, năng lượng rất chi là có thể là lâu lâu cái cọc cằn, lâu lâu có thể là nóng tánh, lâu lâu có thể là đòi hỏi cái chuyện này, lâu lâu có thể là áp chế cái chuyện kia đó, mà rốt cuộc cuối cùng là muốn cứu níu kéo các bạn tụ bà số 2 lại, vì đây là một cái năng lượng nếu mà trong công việc là cạnh tranh, không có công bằng một chút xíu nào hết. Rồi còn nếu mà trong cái mối quan hệ thì ở đây nó không thực sự nó có cái sự chân thành. Mối quan hệ mình sẽ nói chung chân thành hoặc là thật lòng, ở đây bạn nhận ra được cái vấn đề rồi, bạn phải chịu đựng quá lâu, bạn gồng lên khi đối diện khi làm việc hay là giao tiếp với người này. À thì ra là bạn như vậy phải không, tính bạn như vậy phải không, vì tôi biết cái cách tôi đối xử với bạn rồi, tôi biết cái cách tôi trị bạn rồi, tôi biết cái cách tôi nói chuyện với bạn rồi, để mà vẫn làm việc tiếp, không qua mặt được tôi đó. Bạn nhận chân ra được cái giá trị thực, cái hoàn cảnh thực, cái bản chất thực của người ta rồi. Đó là một cái thành tựu, nó là một cái niềm vui lớn cho tụ bài số 2 đấy. Rồi, mong bạn là có nhiều những cái cách linh hoạt hơn và an ổn hơn trong công việc cũng như là mối quan hệ, để phục vụ cái chất lượng công việc hay cuộc sống của bạn nó tốt hơn, nó có năng lượng phước hạnh lành tụ 2 nhé. Xin phép đến đây ngừng. Chào. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là viên đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin chào các bạn, chúng ta các bạn tụ 3, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem được chuyện vui tháng 7 của các bạn là gì. Thì ngay lá bài đại diện chọn tụ nó đẹp lắm các bạn. Productivity, và kế bên là sun, là mặt trời. Productivity là kiểu như nó hiệu suất lắm, nó hiệu quả lắm, nó năng suất lắm. Là ngay bên dưới là một cái lá bài awareness, là kiểu bạn nhận ra được một cái chuyện gì đó và bạn thấy rõ, bạn nhận thức rõ một cái điều gì đó. The sun, mặt trời nó cũng vậy. Mặt trời thì nó chiếu sáng, chiếu tỏ mọi thứ, cho nên là cái công ăn chuyện làm, việc làm, mối quan hệ của các bạn nó trở nên hiệu suất. Thành ra là tụ bài số 3, chúc mừng các bạn đó, ít nhất ở đây là một cái năng lượng nó tích cực, nó đẹp, đẹp nhất đẹp nhất trong cái buổi trải bài mà ba tụ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, tụ ba cho mình một cái kết thúc có hậu trong một cái buổi trải bài như vậy, có một cái năng lượng cao. Ý mình là vậy. Thậm chí cả là trong trải bài của bạn nó có cái chữ V này, V nó tượng trưng cho là victory, là chiến thắng nữa. Chiến thắng ở đây kiểu như bạn đạt được một cái điều gì đó thôi, mình áp nó vô cho nó đời thường một chút xíu. Giống như bạn nỗ lực, bạn làm một cái việc gì đó mà nó ra được cái kết quả, nó có một cái hiệu suất, rồi kết nối mối quan hệ, công ăn việc làm đủ hết. Nó được tắm tưới bởi cái năng lượng tích cực của mặt trời. Tại vì mặt trời là thường thường luôn luôn nó sẽ đại diện cho năng lượng của thịnh vượng bạn. Mà thịnh vượng không phải là tiền nha. Thịnh vượng theo kiểu là tâm lý của mình, rồi sức khỏe của mình, rồi mối quan hệ đó, nó kiểu vậy. Mà nó góc độ tích cực nó tốt thì mới dùng cái chữ gọi là thịnh vượng. Vậy thì quay lại cái tình hình, cái tình trạng của tụ 3, mày thấy cảm giác như bạn đang muốn làm cái công chuyện của bạn mà nó có nhiều người họ ý kiến, họ chọc ngang, họ chọc dọc á, họ đe dọa, dùng chữ đe dọa hơi nặng, bạn nghĩ kiểu họ gây, họ không muốn gây cản trở, họ muốn gây cái sự phá hoại, cản trở đi, chống lại, ngược lại. Nhưng mà năng lượng của tụ ba rất đẹp nha. The sun ở đây là mặt trời, năng lượng rất đẹp. Ở đây nó có cả hai cái lá bài King of Wands nữa. Thành ra mi đang nhìn thấy là cản sao cũng được, muốn gì cũng được, nhưng mà mình đã làm thì mình phải làm cho nó hiệu suất, productivity đó. Cho nên là cảm giác cái trải bài này nó thể hiện một cái năng lượng là rồi tụ bài số 3, bạn sẽ đưa ra một cái quyết định. Bạn muốn quyết định, bạn muốn khẳng định cho nó rõ luôn,
là tôi sẽ làm cho đến tận cùng đó, chứ còn kiểu cản cản hay gì các kiểu là không 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 có ảnh hưởng được tụ tụ ba. Tại vì cái lá bài chính ly ở đây nó mang năng lượng là cái điều mà mình mong muốn, mình sẽ đạt được cái điều đó, mình sẽ thực hiện được cái điều đó, kiểu giống như là ý định thành hiện thực, mong muốn thành hiện thực đó. Vậy thì nó khớp quá với cái năng lượng tích cực thực sinh, và awareness là một cái sự nhận thức ở đây nè các bạn tụ ba. Cho nên có thể biết đâu là cái sự cản trở hay là cái mối mà mối mối nguy nguy hoặc là một cái sự cạnh tranh nào đó bất kể của những cái người xung quanh lên trên các bạn tụ ba, có thể là làm cho bạn hơi lừng chừng lung lay hổng chừng đó, nhưng mà không sao cả. Vì cái quyết tâm của bạn ở đây, cái lá bài King of One nó mang cái năng lượng mạnh lắm, mang năng lượng hỏa, ý chí quyết tâm, thành ra rốt cuộc cuối cùng bạn vẫn khẳng định, bạn vẫn có một cái thống nhất rằng với bản thân rằng là bạn phải hướng tới, bạn phải đạt được cho bằng được cái việc đó. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng muốn nhìn kỹ cái lá bài này một chút. Tụ ba, xin vũ trụ cho các bạn tụ ba nhìn thấy rõ năng lượng của lá bài King of One và chuyện vui trong tháng 7 của tụ ba. Ái chà, hai ly hả? Bạn có judgment rồi, bạn có page of sword và page of pentacle. Cảm giác như là nó có những cái gọi là cái chướng ngại nó sinh ra, thì tụ ba kiểu giống như là yếu ở đâu thì sửa lại ở đó đó, sai ở đâu thì sửa lại ở đó, mắc kẹt ở đâu thì mình tìm cái cách, mình học cái cách. Ở đây một cái năng năng lượng theo kiểu là tụ ba, để bạn bạn phải gọi là sao ta, mình đang tìm cái chữ để chia sẻ với các bạn. Cảm giác như là bạn cố gắng tự tìm tòi, bạn cố gắng tự học hỏi, tự tìm tòi để cho nó ra được một cái hướng nào đó mà nó mang cái yếu tố là nó thực tế hơn, rõ ràng hơn, suy nghĩ tới suy nghĩ lui chứ làm sao không hiểu đó. Nó có một cái hơi hơi giằng co trong lòng của các bạn tụ 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 ba một chút xíu đó, chứ làm sao mà không hiểu vì 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 sao mà mình làm nó cứ đang nhìn phía dưới không hiểu vì sao mình muốn làm cái việc gì đó lắm rồi mà nó cứ bị cản trở, mà nó bị trở ngại. Nhưng mà bạn hãy nhớ cái lá bài chín ly ở đây, lúc nãy mình có nói với bạn, nó vẫn là một cái năng lượng bạn sẽ tìm ra được đường. Mặc dù đúng là nó có hơi loay hoay một chút, nhưng mà loay hoay một chút này nè, cản trở một chút này nè, là vì giống như là mình chưa có kiểu, mình chưa có mình cứ muốn làm quá đi, mình cứ muốn thực hiện, mình cứ muốn làm quá đi rồi đó, nó có những cái trở ngại rồi người này họ nói ra họ nói vô, mình cứ vẫn muốn làm thôi đó. Thành ra cái trở ngại là bởi vì mình khi khi mà mình thấy nó có một vài những cái chướng ngại, mình quên đi, mình chưa có suy nghĩ. Mình chưa có suy nghĩ, mình chưa có tìm đường trở lại, mình chưa có coi ngó lại, mình chưa có đánh giá lại mọi thứ thôi. Rồi, nhưng mà đây là một cái trải bài, mình nói là bài đại diện chọn tụ productivity, nó vẫn là hiệu suất, hiệu quả mà. Cho nên bạn nhận ra một điều đấy, bạn bạn thấy rằng là mình hăm hở háo hức nhưng nó không có ra được cái hiệu suất, không có ra được hiệu quả, cho nên bạn nhận ra là mình phải quan sát coi làm sao đã. Ví dụ giống như là đây là cái lá bài. Bạn sẽ thấy một cái người họ đang đi trong cái siêu thị ha, đang đi trong cái siêu thị nè, cái gì họ cũng ôm vào, cái người này nè cái gì cũng bỏ vào trong cái giỏ siêu thị của mình cả. Nhưng mà cảm giác giống như là đấy, giống bạn trước, cái gì bạn cũng ôm, bạn muốn làm rồi, bạn cũng muốn thử hết rồi, và bạn chưa thực sự là rà soát nó lại, chưa thực sự là học hỏi tìm hiểu thiệt là kỹ đó. Nên bạn thấy nó sinh ra cái chướng ngại, rồi người này người kia họ hăm he. Nhưng mà rồi bạn hình dung cái tư thế của một người mà họ đi siêu thị, bắt đầu họ coi ngó cái thành phần thế nào, cái đáp sử dụng ra sao, xuất xứ thương hiệu thế nào, để bạn áp cái đó cho bản thân của mình tụ ba. Bắt đầu là bạn muốn coi ngó trở lại, bạn muốn nó hiệu suất hơn. Mà nhờ bạn hiệu suất hơn như vậy, bắt đầu là bạn nhìn tới nhìn lui, nhìn tới nhìn lui, và nó sinh ra một cái, mặc dù vẫn quyết tâm làm nhưng mà nó có một cái độ, mình xin phép mình dùng cái chữ gọi là độ chín hơn hả ta, độ chín hơn rất là nhiều, thấy rõ được cái đường, và bạn dẹp cái gọi là cái tôi cá nhân qua, để bạn start up bắt đầu lại mọi thứ.
bắt đầu lại, vì đây là một cái năng lượng mà bạn có thay đổi nè, tự bạn thay đổi, vì bạn thấy vấn đề nó không có không như ý bạn muốn thì bạn thay đổi cho nó được như ý bạn muốn thôi đó. Và thời điểm đó bạn quyết định là bạn sẽ để mọi thứ nó hiệu suất hơn, bạn quyết định là bạn sẽ nhìn kỹ lại mọi thứ hơn đó. Mà nó ra chuyện, nhưng mà dẫu sao thì cái lá bài The Sun này cũng đẹp, chúng ta cùng với nhau nhìn The Sun một chút xíu nhé. Xin vũ trụ cho các bạn tổ ba thấy rõ năng lượng của lá bài The Sun. Nine of Pentacles, Nine of Cups, wow, The Star là vàng đó. Hai cái lá bài này nine nine hết, cái số 9 nó rất là đẹp, mình rất là thích cái số 9. Tại vì nếu mà nói như là nó gần đạt đến cái đỉnh viên mãn luôn rồi. Số 10 là số trọn vẹn luôn bạn, như trời sinh mình có 10 ngón tay vậy đó. Số 10 số trọn vẹn, mà ở đây số 9 nó cho mình có một cái cảm giác nó rất là háo hức. Đặc biệt 9 ly ở đây cũng 9 ly nữa nè, nó cho mình rất là háo hức vì mình sắp tới đích rồi. Nó cho mình có một cái cảm giác là nó đông đầy lắm vì cũng sắp trọn vẹn rồi. Mà hai lá bài này là về cảm xúc các bạn, về cảm xúc và về một cái tính hiệu suất, về một cái tính hợp lý đó. Nó đang cho mình nhìn thấy rõ ràng là tụ ba, cái công chuyện của bạn, cái hoàn cảnh đặc biệt của các bạn á, bạn vẫn nuôi hy vọng cho cái việc này, nhưng mà loay hoay mãi một lúc bạn nhận ra à, mình bị cảm tính chăng, hoặc là mình có một vài những cái trở ngại, mình không có nhìn được cái bức tranh rộng chăng. Rồi bây giờ làm sao để cho nó hiệu suất, bắt đầu là hả, mang cái yếu tố thực tế hơn, rà soát lại hết mọi thứ, giống như cái cô này đi siêu thị lúc nãy mi ví dụ cái hình ảnh đó rồi cho các bạn tụ bạn số 3. Thành ra là vào cái thời điểm đó bạn thấy được rằng là à, xác định rồi cái cách thức mà mình làm được rồi, bạn có một cái quyết định nó rất là chắc ăn. Có một cái chắc ăn, thành ra là nó không có còn lửng lơ như vậy. Bạn quyết định là bạn sẽ tiếp cận nó bằng một cái cách mới hoàn toàn, cho nên sinh ra cái năng lượng là bạn thay đổi đó, bạn thay đổi và cái hoàn cảnh của bạn nó thay đổi theo luôn. Bây giờ bạn biết cụ thể rồi thì suốt khoảng thời gian qua nó bị mắc kẹt, có nghĩ tới nghĩ lui còn bao nhiêu là thứ chưa có giải quyết, mà giờ nhận ra vấn đề rồi thì bắt đầu bắt tay vào để cho nó hiệu quả hơn. Có lẽ đó là lý do mà nó có một cái lá bài Victory in Some Endeavor nè, là bài của các bạn tụ bài số 3. Nó thành ra cái kiểu giống như là muốn nó nhanh, nhưng mà nó nhanh thì nó lại đâm ra là nó bị rối. Thì bạn nhận ra được vấn đề rồi, tóm lại cái trải bài này là như vậy. Bạn nhận ra vấn đề, bạn nhận ra cái hành vi của mình, cái việc làm của mình nó chưa có được thấu đáo. Hôm nay bạn không có nhìn thấy được cái năng lực thật sự của mình, cái khả năng và mình hoàn toàn có thể có được cái sự tiến bộ giống như thế nào rồi, thì bạn có một cái quyết định mới thôi. Bạn quyết định mới mà cái quyết định đó nó giúp ích cho bạn rất là nhiều. Trở nên hiệu suất hơn trong công việc là như vậy, tụ bài số 3 nhé. Nên là có lẽ đó là cho bạn nhận được cái lá bài Awareness, là bạn có một cái nhận thức ra rõ ràng rồi. Lúc trước là chạy hâm hâm hở hở thôi, chưa có thực sự là ý thức lắm. Bây giờ có rồi, ok. Rồi, ok, tụ bài số 3 đó là cái chuyện vui trong tháng 7 của các bạn. Mình xin phép ngừng ở đây, chúc mọi chuyện nó sẽ thuận lợi và bạn nhanh chóng đạt được cái điều mà bạn mong muốn, tụ bài số 3 nhé. Xin chào.